hướng dẫn cài đặt và đăng ký tiêm chủng trên sổ sức khỏe điện tử. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe bản thân, Bộ Y tế đã cho ra đời ứng dụng sổ sức khỏe điện tử để những người có nhu cầu tiêm vaccine phòng COVID-19 đăng ký online, theo dõi phản ứng và quản lý sức khỏe sau tiêm. Để cài đặt và đăng ký tiêm chủng trên sổ sức khỏe điện tử, người dân thực hiện theo các bước sau đây. Bước 1. Tải và cài đặt ứng dụng. Người dùng vào CH Play đối với hệ điều hành Android hay App Store đối với hệ điều hành iOS, tìm kiếm ứng dụng sổ sức khỏe điện tử, văn phòng Bộ Y tế. Sau đó nhấn cài đặt hoặc nhận để tải về. Bước 2. Đăng ký tài khoản. Mở ứng dụng sổ sức khỏe điện tử, nhấn vào biểu tượng đăng ký. Người dùng nhập đầy đủ họ và tên, số điện thoại, mật khẩu và nhập lại mật khẩu, sau đó nhấn tiếp theo. Hệ thống sẽ gửi lại một mã xác thực OTP qua tin nhắn đến số điện thoại đã đăng ký. Người dùng nhập mã để xác nhận. Bước 3. Đăng nhập. Nhập số điện thoại đã đăng ký, mật khẩu vào các ô tương ứng rồi bấm đăng nhập. Bước 4. Đăng ký tiêm chủng. Chọn mục đăng ký tiêm chủng ở trang chính của ứng dụng. Tại đây, người dùng cần nhập đầy đủ và chính xác các thông tin đăng ký, bao gồm họ và tên, ngày tháng năm sinh, sổ hộ chiếu, chứng minh nhân dân, căn cước công dân, số thẻ bảo hiểm y tế, ngày đăng ký tiêm, nghề nghiệp, đối tượng, theo mức độ ưu tiên tiêm vaccine. Thông tin địa chỉ hiện tại, dân tộc, quốc tịch, rồi nhấn tiếp tục. Sau đó, người dùng khai báo tiền sử tiêm và xác nhận đồng ý với các điều khoản về việc tiêm chủng. Sau khi bấm xác nhận, người dùng sẽ nhận được thông báo đăng ký thành công. Tuy nhiên, đây mới là bước thu thập nhu cầu và thông tin để lập danh sách đăng ký tiêm theo từng địa bàn. Khi có kế hoạch cụ thể, người dân sẽ được liên hệ qua số điện thoại. Sau khi tiêm, hệ thống sẽ cập nhật chứng nhận tiêm chủng dưới dạng QR code trên ứng dụng để dùng trong trường hợp cần thiết. Ngoài ứng dụng sổ sức khỏe điện tử, người dân cũng có thể truy cập cổng thông tin tiêm chủng tiêmchủngcovid19.gov.vn để đăng ký tiêm chủng và khai báo y tế, cập nhật phản ứng sau tiêm. Tiêm vaccine phòng COVID-19 là quyền lợi của bản thân, là trách nhiệm đối với cộng đồng.